Xong 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 xong. Được rồi. Thử mic nha. Ok. Bật đi có lên, đi học lên. Ok. Nhưng mà bây giờ tôi nói là tôi phải kéo mic xuống vậy mới nghe được, hiểu không? Hoặc là tôi phải la lớn lên mới nghe. Được. Bây giờ thì mở mic lên để tôi vô tôi hello mấy thằng nhóc coi. Nhanh lên. Hello mấy thằng nhóc. Thằng nào Vũ BB đâu? Ủa? Không nghe gì hết vậy? Gì vậy, đứa nào mới nói vậy? Giùm mi chứ còn ai nữa. Bây giờ được rồi, vô BB nè con. Đứa nào thua thì làm chó nha. Ok. Rồi được rồi, hồi nãy thằng nào Vũ BB đâu? Đi ra đây, đi ra đây. Nói chuyện liền. Tôi nè, tôi nè. Ai giữa lại nè. Mày dám nói bá vô đi mà nút luôn hả? Mày dữ vậy? Đây. Rồi rồi rồi, được được, ra cái luật lại đi. Hôm nay, hồi nãy đứa tôi nói là thua làm chó đúng không? Đúng vậy. Sầu riêng nói. Chơi, sầu riêng nó không có chuyện này đâu mà nó... Ủa vậy nó trốn qua kìa. Ủa kìa, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Đúng vậy. Sao nó vậy? Ra xuất hiện coi. Sầu riêng nó nói mà giờ nó không xuất hiện luôn rồi. Đó đó, đám trai tụi mày nhục chưa liền. Thằng sầu riêng không nói thì để tôi nói. Đứa nào thua làm chó sủa gâu gâu từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối. Mày nè, đứng mày nãy giờ đây. Trời luôn. Trời đúng rồi, hôm nay tao sẽ một mình tao chấp hết. Rồi, hết luôn. Yeah. Không chấp hết là tao solo với từng đứa nha. Ủa kì à, tưởng đâu chết rồi. Trời ơi, thua solo. Ủa không lẽ bây giờ hai thằng trai đánh gứa con gái thì hiếc có nhục không? Nhục không? Vì chiến thắng. Trời chơi luôn. Ok, chơi. Nhưng mà chẳng lẽ lại đi sợ Jimmy hả? Trời, Jimmy của bóp lắm. Okay, chơi một đô luôn. Đô đây. Rồi. Đô đô à. Nhanh lên. Đô à. Đây, giáp kim cương à, lấy nè. Rồi, bi 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 đồ. Bây giờ lấy giáp kim cương mình mặc vô nè mấy bạn à. Bưng 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 đó, thấy nhanh chưa mấy nhóc? Kiếm đi kìa. Rồi. Ok. Ừ, đúng rồi. Rồi, đã nói rồi. Bây giờ là không có sợ đứa nào. Bây giờ đưa cái điều đó nhanh lên. Hiểu. Đều luôn nè. Ok. Ok. Trời. Ôi, tình nguyện xung phong trước cho anh em có ai xung phong trước không? Phải đưa để tôi. Trời, giúp ba giúp mình. Quay lên trước đây. Đưa cái ghèo thì đưa luôn cái cung đầy đủ đi chứ trời. Vậy sao BBB cung thì phải có cung tên nghe chưa? Trời ơi, thằng nào đúng là không biết BBB chắc lẹ vậy. Trời ơi, trời ơi. Gãy rồi. Gãy giữ bay đi. Đúng rồi. Phải gãy chứ. Gãy lớn thì là biến thắng rồi nên mới gãy lớn đó. Dẫn chơi hoài. Đánh chân lấy lại thế. Gì vậy? Gì vậy? Đánh chân lấy lại thế làm vậy hả? Trời, bây giờ thằng nào ra trước ra đây chị chấp hết. Hổ nha. Dạ. Đây. It's me. Cho kìa. Chưa mà đếm nhớ đếm đã ai ơi đếm. Trời, mỗi ba đánh bụp bụp. Mày mày nhỏ con, mày nhỏ con, mày muốn gì mày con đừng mày đừng mà mày mỏ đây rồi rồi sao sao mày đánh này đâu mà lại đâu mà già lại bụp bụp vô đầu mày nè con. Ngu nè ngu nè ngu đẹp ngu kìa em nè nè mày đã mày nó mặt cái tổ. Trời ơi, đúng sao rồi. Được với đằng này chứ dài nhét đánh là chết rồi. Sao nữa rồi là cậu ơi. Nhập vào vô đây. Này thôi nè. Này à con. Đúng rồi. Mày đánh tao hơi đau rồi nghe. Thành nhiếm chưa? Thành nhiếm đây. Bắn thành nhiếm luôn. Liêu liêu bắn không chung. Ôi. Không mà. Nhào đây. Tàn hụt không cũng mày đặt vùi. Vô đây, vô đây. Làm được nè cậu ơi. Ủa sao nay giống mi mi hay quá vậy? Ủa đó giờ lúc nào bi 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 một hai. Trời ơi làm như thế rồi chậm lại thôi. Chết mày nè con. Chết mày nè con. Có khi mày hồi lại máu cái một. Làm gì? Ê làm gì? Mày làm gì vậy? Tao đập cho mày. Vô. Làm cái gì? Nam khỏi bỏ khiên luôn nè, quýnh tay đôi luôn nè. Nhanh đây. Quýnh tay đôi sao quýnh lại mày cái thằng ngu này? Trời ơi, Jimmy có gì đâu phải sợ. Jimmy có gì đâu phải sợ. Ừ, từ từ giờ mày sẽ sợ con ơi. Hi cha. Biết sợ. Tao cảm giác là Jimmy sắp chết rồi đó. Hi. Giọt. Thôi là. Giọt. Tao cảm giác là mày chết trước tao đó. Mày không bỏ. Ôi, nhục quá vậy. Ừ. Anh Dung. Con bò hôm nay quá là ngu nhím muốn giết cho tụi mày chết. Ê, phải Jimmy không vậy tụi bay? Chắc không vậy. Ai đã tụi lên cho. Ok, được rồi, không chơi giáp kim cương nữa. Bây giờ nó lâu lắm. Nó chủ quan quá. Tháo giáp ra.
Dạ. Có thằng khác lo lắng đây, chị chấp hết. Bắt đầu. Không chơi giáp đừng à. Căng nghe. Đúng rồi, bây giờ dì gửi cho chị giám sát đi mấy đứa. Ok vô. Dạ. Tụi mày gì làm gì vô mà chưa mà. Được chưa? Tao không giáp đi. Ủa tao giáp đi giờ tụi mày không thay giáp không lẽ con mình tao giáp sắt mà đi đánh với giáp kim cương. Ok. Rồi, tao giáp nè. Con giáp thì xuống giáp luôn. Này để tao cho tao chấp tao không đội nón luôn ok. Ồ, không đội nón hả? Ghê à. Thôi. Quan trọng là cái đầu. Thiết đầu công. Hiểu chưa? Rồi, giờ cho kiếm mà không cho khiên luôn. Trời ơi, dục. Rồi, đưa kiếm sắt đây. Đưa kiếm sắt kìa. Không đưa kiếm sắt đưa tao kim cương sao tao đánh vậy được. Tao ơi, chơi cũng bằng nhờ. Vũ BB mà không có vũ khí của bắt à. Ủa, thì Vũ BB mà không có vũ khí mà Vũ để chơi chứ. Dạ, giờ nó nhiều quá. Bánh nè. 1, 2, 3. Mày á bữa. Tao giờ bữa quá này. Vô tao gà, vô tao gà. Dạ, dạ. Còn làm anh em bắt bỏ lên. Được. Bố láo từ hồi học bố giáo rồi nha, không có cho khiên nha, vậy phải khiên vô, lộn vậy phải khiên vô kìa, Nguyễn xong ghen. Rồi, dục luôn. Ừ, dục đi dục, dục rồi. Nó con. 1, 2, 3, 1, V, 2, yeah. Mày ồ nè sầu riêng chính luôn nè con. Có chợ nè hả? Có chợ nè. Bắt đi ra chi ơi. Nè cơm mày không kéo bắt đi đánh cho mày đi. Được rồi chờ ra. Để tôi nha. Nè ủa chiến thắng cái này già liêu mấy thằng nhóc trời ơi easy được rồi bây giờ được thì rồi. Cái thằng kiếm hũ màu xanh kia đi ra đây anh đồ ở mày nó con à? Chứ ai nữa được chết rồi. Solo bắn cung ok chung chị chơi bơm xài solo bắn cung thì bắn cung vô đây không dám cỡ dám gì hết hai đứa cùng bắn ok chị áo rồi quên mặc áo vô có cái áo nữa cho nó đỡ chết đó trả đồ nè đó thấy không được đồ vô hết nữa mày nha hơi rồi đưa cung đây đưa cung cho chị đây đưa cung kìa đây cung à cung à tên này. Ủa sao cho nhiều cung vậy? Rồi được rồi, tới thằng nhóc Quy nè. Làm gì được? Ok, không làm gì được cũng làm cho được con. Thấy chưa, bốn thằng kia đã về với Đức chờ rồi. Giờ tới mày nè. Mấy thằng đó nó chỉ BBB cùi bắp thôi. Tôi là một đẳng cấp khác, ok. Ok. Ai vô hỏi gãy hả? Gãy hả? Gãy hả? Mày giỡn mặt rồi. Giúp mày xài hát rồi. Tụi mày không tin tao, không tin tao BBB gì đó. Tao BBB lại thêm một lần nữa cho tụi mày sợ này. Xài hát rồi, Ủa, người ta gọi là gồ VIP chứ hát kiểu gì được, đúng không? Đây là phần mềm thứ ba rồi. Người ta mà chạy xung quanh luôn không? Trời. Tiếp theo đi, đừng nói nhiều về phần mềm thứ ba quá. Còn chắc kìa. Rồi, giờ muốn solo cái gì? Cho cưng chọn luôn. Thì đây chắc chơi rìu thôi không dám hả? Được rồi, chơi rìu đây. Anh còn lẹ luôn à. Từ nãy giờ ăn hên nè. Giờ lần này mới được thích thú nè. Gì nãy giờ ăn hên giờ mới thật lật hả? Trời ơi. Không nhận được mình thắng đâu kìa mấy bạn. Đúng là chơi ăn
chen quá trời luôn á, con trai mà trốn lặng gái phỏng gái nha. Nhiều quá rồi, vô chưa tốt rồi. Một hai ba, thằng nào đếm đi. Một hai ba vô. Ô lên nhất ơi con cáo này nó chết luôn nè, cáo lửa à. Thắng bại tại kỹ năng của Lên Nhất ơi. Giống Huy Nấp nha chắc ơi. Đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Chưa trúng gì tè rồi, không vậy. Trời ơi, mỗi thằng nói đi, nói gì trước mặt mấy bạn của anh đi. Con gấu đầu tiên thua thằng chó nào cũng nhờ. Nó bụng bậy. Gấu đi mày. Ây da, meo. Trời ơi, giống con chó nào meo, nó nhốt mày chơi phạm luật là mấy thằng kia bị đập nữa nha. Tục tác gì kêu con chó kêu đâu, kêu gà kêu đâu, kêu kỳ mày. Là con gà mà. Nhưng mày phải làm chó, nãy mày nói thua làm chó mà. Ok, wow. Trời ơi. Trời ơi, tự biết bản thân làm chó. Trời ơi, giỏi ghê chưa mấy bạn thấy chưa. Trời ơi, nhục quá, nhục quá đâu lại đâu. Ảo. Tôi giỏi được ảo quá, làm như gấu vậy á. Để tôi gán làm à. Ấu. Ôi, cho sỏi. Ấu. Đúng rồi. Quê chưa, nhục mặt chưa, sáu thằng con trai tôi, một đứa con gái luôn mà. Được rồi, bây giờ cho tụi mày cơ hội để lấy lại nè, danh dự nè. Đúng vậy đi. Trời gì? Đúng vậy đi, mấy con chó. Được rồi, bây giờ tao có một cái cuối cùng này rất là hay. Là bây giờ tao sẽ cầm cung bắn tụi bay, tao sẽ mặc vun giáp sắt của tụi bay. Không mặc giáp mà tụi bay có quyền cầm kiếm. Một mình tao chấp sao, ok. Trời ơi, Kiếm đá thôi nha. Anh em lên đi, tôi sẽ tăng cho anh em mình chơi chiến thuật không hả? Ủa, nó kêu cầm kiếm chứ đâu có ai kêu cầm khiên đâu. Ủa, không chơi cầm khiên hả? Ủa vậy cầm khiên sao tôi chơi lại? Trời ơi, mày trời như vậy rồi, là mình thắng chắc rồi. Tao đã chấp vậy còn ăn gian. Chấp luôn. Rồi, mấy bạn kiếm đá đó nha, tôi nói trước rồi đó. Rồi, được dạ, rồi. Okay. Để tôi lấy đồ cho bản thân tôi mới được. Đó, cùng đây. Kiếm đá thì thằng này. Ủa, kiếm đá hả, quên. Rồi, được rồi, mặc giáp vô. Mày lại chế táo vô ăn đi. Trời ơi, mày đặt lấy chế táo vô ăn à. Ăn gieo, ông chân gieo coi mấy bạn đó. Chơi dài chơi. Rồi. Mỗi thằng chỉ được ăn một lần duy nhất thôi nha. Ok. Chơi luôn. Rồi, tụi nó ăn hết rồi mấy bạn à. Được rồi, từ từ. Trận chiến thì sẽ bắt đầu, liệu ai sẽ thắng bây giờ. 1, 2, 3, vô. Đông lên. Đông lên. Ê, ôi, có chân kìa. Ngao đi. Ôi, có chân kìa. Mày ủa, ngu gì đứng lại, đứng lại, mày đặt cái gì mày? Ngon thì đâu mày? Ngon thì đứng lại đó. Chết dễ vậy được không? Chạy đâu con sâu. Chạy đâu con sâu này, con bò đang chạy trong bản sâu nha. Đừng quê chua. Tụi bay tới. Ủa, đông dữ vậy. Trời ơi, xém chết.
Bị đâu cho thôi. Ê, dạ. Con nhím đỏ này nghe à. Con người chạy ngựa đâu chạy hoài đúng lại đi. Lại coi. Trời ơi, vậy là con người không được chạy ngựa mới được chạy hả? Thằng này nói chuyện ngu quá mấy bạn ơi. Chết rồi. Lên đi mà. Này 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 sắp chết rồi kìa, bên kia sắp chết rồi đó. Đúng rồi á. Gì bên kia sắp chết? Mày ơi. Trời ơi, ghê ơi. Lại đi đâu? Leo 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 mấy con yêu. Tụi con người gì vậy? Cái gì vậy? Ủa đâu có cắm đâu. Ủa tụi mày cũng gửi quật mà bảo tao ăn dán gì mày. Leo 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 lại đây. Trời ơi. Ai không bay hết rồi, không còn đằng nào nữa. Được được được, quay về nha. Tụi nó nghĩ sao để cho mình bay 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 điểm này vậy chứ, cô chứ. Ai mình sẽ chạy qua giờ mình chọc quê tụi nó nè mọi người. Ây da, trời ơi, trời này là ai nhở? Hello mấy con, có chưa? Tôi thằng nào làm gì vậy? Ừ đúng rồi, làm chó lại, làm chó lại, nhanh lên làm chó lại. Nhục cái mặt chưa? Trời đó, giỏi quá. Bây giờ mình có nuôi 6 con chó rồi. Mấy bạn thấy 6 con chó này như thế nào? Có ngoan không? Hãy đợi đó. Trời ơi, ok. Bây giờ xếp chồng lên nhau đi. Mấy con chó. Trời ơi. Được rồi nha. Bây giờ chị sẽ xây dòng lửa cho mấy đứa nè. Đó, đợi chuyện cái nhau. Cái gì vậy? Trời ơi. Dòng lửa quá chị. Trời ơi. Cháy á. Mấy xe này đụng đầu á. Mấy ai đúng rồi? Mấy ai đúng rồi? Cái gì vậy? Đúng rồi. Dở quá, giờ từng con nhảy rồi. Từng con nè. Xuống. Trời, bây giờ chị kêu con nào con đó nhảy nha. Trời ơi, đừng có nhảy như đèn ông bữa tổ như thế này vậy. Con chó gà đâu, nhảy ra. Ok. Ai da ơi, trái ơi. Ồ, trời, con chó hủ ơi. Ây da. Rồi con ơi. Chó chậu ghen này. Trời đất ơi. Ây. Dạ ơi. Chó ngoan giận chó một ca mày. Trời ơi. Nè. Chó lửa có sợ lửa không? Chó nướng rồi con. Trời chó đợi. Trời ơi. Ây da da cháy. Trời chó ngu. Trời ơi. Được, giỏi lắm. Rồi giờ chị cho xương từng đứa nha. Nè, ăn đi. Trời ơi, đúng là chó ngoan rồi mấy bạn ơi. Ok, được rồi, và video của mình đến đây rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi bữa công chiếu video này. Còn bây giờ đi, bye.